những người nhập cuộc tốt hơn. Họ đã có những pha tấn công và những tốt hơn. Họ đã có những pha tấn công và những dứt điểm về phía không thành. Thì Boca ngày hôm nay sức nóng đang dần tạo ra không bê. Cả đỏ đỏ cũng đã chạy lên, cú lê không được, càn tới con bơ. Như vậy là bàn thắng đã được mở cho các cầu thủ số 3. Một tình huống tấn công và nó đã khiến cho hệ thống phòng ngự của các cầu thủ số 1 mắc sai lầm. Mọi người đã trừng phạt sai lầm và biến cơ hội đó thành bàn thắng, chính là cầu thủ số 1. Bóng vẫn đang trong cuộc, pha xử lý là của Việt Dũng. Việt Dũng không bao sẽ mang lại những may mắn đầu xuân. Không được, như vậy là sai lầm đã thuộc về thủ môn Quốc Vương. Một đều cho các cầu thủ số 1. Rất bất ngờ, một pha treo bóng tưởng chừng như không có gì là nguy hiểm, vẫn đang trong cuộc. Dứt điểm không được, số 1 sẽ bị đi xuống. Nhưng không như vậy, không được. Cơ hội là đi. Goal! Không được. Goal! Không được. Được. Goal! Không được. Được chuyền. Rất nguy hiểm, dứt điểm, không vào. Được dành cho các cầu thủ số 3. Tạt bóng rất nguy hiểm. Thế tốt của cầu thủ số 4. Ôi, không vào. Quả tạt không được, chính là tới còn. Ôi, dứt điểm. Và đó là Đức Thành. Đức Thành, Đức Thành đã nâng tỷ số lên 2-1 cho các cầu thủ số 1. Một sự tỏa sáng rất kịp thời, nó đã khiến cho cầu trường của sân bóng Làng Yên Bô Càn nổ tung với bàn thắng vừa rồi. Anh yêu, không được. Một chuyển bình bóng tê điện trên tê đuổi, rất đẹp, rất nguy hiểm. Phá hợp, đội bóng họ đang tình thế có tê đuổi, rất cố. Như vậy là đã có bàn thắng được tỷ số lên 3-1 cho các cầu thủ số 1. Rất bất ngờ. Sau quả tạt từ phía cánh trái thì người đã bật cao đánh đầu trong tình huống rồi là Việt Dũng. Việt Dũng là người có thuật chưa kịp quan sát. Đó là Thành Trung, qua người rất hay, Thành Trung không vào. Lễ khai mạc của giải bóng đá rất hay, Đức Thành 1-0 cho các cầu thủ số 1. Quá bất ngờ. Sau khi các cầu thủ áo đỏ đã đẩy cao đội hình thì khoảng trống phía sau của họ là rất lớn. Và vừa rồi thì Đức Thành là người đã tận dụng tốt cơ hội. Cú đúp của cầu thủ này đã giúp cho các cầu thủ số 1 nâng tỷ số lên 4-1. Trước đó là một đường chuyền rất thuận lợi đến từ Thành Trung. Thành Trung rất vừa bàn, rất đẹp, không vào. Đường chuyền cho Thành Trung, vẫn là Thành Trung, dứt điểm, rất nguy hiểm. Dù khoảng cách lúc này đang là 2 bàn. Ôi, không vào. Đây, dứt điểm, vào. Đó là nỗ lực của các cầu thủ đỏ. Và đánh được số 1-4 cho các cầu thủ số 3. Và thế lượng Vũ Lê vào, rất hấp dẫn. Lúc này thì bàn khoảng cách chỉ còn lại là 1 bàn và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những nỗ lực tuyệt vời của các cầu thủ đỏ số 3 với tỷ số 4-3 để giành chức vô địch.